Mến chào cô bác anh chị, các bạn và các em. Món bì chay ngày xưa chỉ có trong mâm cỗ cúng chay như là đám giỗ. Nhưng mà ngày nay thì theo xu hướng ăn chay kiêng thịt, từ người già, con trẻ cho đến người lớn hay là nhỏ đều thích món này. Bởi thành phần nhiều rau củ thanh mát. Một số chị em còn làm món này để bán online kiếm thêm tiền chợ. Vấn đề thường gặp đó là lớp vỏ bánh tráng nó hay bị khô, hoặc là có khi mình để lâu có nó dính vô nhau. Vậy thì nếu gặp tình trạng này thì hãy cùng tiếp tục theo dõi cách chia sẻ của Vinh Khuyên ngày hôm nay, và cũng với hai công thức pha nước chấm thơm ngon cho món bì cuốn nữa. Bây giờ mình sẽ cùng làm nè. Trước tiên mình cho một chén dầu ăn vô chảo. Và trong lúc này thì mình sẽ cắt mỏng 50g hành baro, tức là tỏi tây, nếu mà ăn chay trường. Còn không thôi thì mình sẽ thay thế bằng 50g hành tím. Không cần đợi dầu sôi, mình cho hành tím vô luôn. Chiên ở lửa trung bình và chờ cho nâu vàng. Giống như Vành Khuyên ở đây thì mình sẽ đổ qua rây, rồi lấy riêng hành phi và dầu hành phi. Thính gạo sẽ có 60g gạo mình đã rửa sạch sẽ và để ráo nước. Cho vô nồi và rang ở lửa trung bình cho đến khi nâu vàng. Mình rang cho đến khi thơm, đừng rang đậm quá nó sẽ bị đắng. Và chờ nguội. 400g đậu hũ lại cứng mình sẽ cắt mỏng và để lên trên cái giấy để cho nó thấm nước á, để chút khi chiên nó không có bị văng dầu. Dầu hành phi lúc nãy bây giờ mình sẽ cho vô chảo trở lại. Và cho vô một nhúm muối nhỏ, vừa giúp đậu có vị và vừa giúp không bị văng dầu. Dầu nóng lần lượt mình sẽ cho từng miếng đậu hũ vô chiên. Và chiên ở lửa trung bình lớn. Sau khi vàng một mặt đó thì mình sẽ lật lại và chiên cái mặt kia. Cuối cùng bây giờ mình sẽ tăng lửa lớn và vớt ra để cho không bị hút dầu. Tiếp tục mình sẽ cắt sợi hoặc là bào sợi 120g cà rốt. Kích cỡ giống như Vành Khuyên ở đây. 250g củ sắn, hoặc là không có thì mình sẽ thay bằng củ su hào hoặc là củ phê trắng. Và cũng bào ra thành từng sợi nhỏ. Do Vành Khuyên làm với củ cải trắng, thành thử mình sẽ cho vô đây là 1/2 muỗng cà phê muối. Xóc đều để chờ cho nó ra nước. Tiếp tục mình bào 200g khoai lang vàng, cũng ra thành từng sợi. Và đây là 380g khoai môn, hoặc là khoai môn sọ mình cũng bào ra sợi luôn. Củ cải trắng sau khi ra nước thì mình sẽ đi rửa sạch và vắt ráo để cho nó không có bị đắng. 80g miến ngâm ở nước nhiệt độ phòng trong khoảng 20 phút. Chảo dầu này Vinh Khuyên sẽ làm nóng lên. Mình lấy 170g nấm hào hoặc là nấm sò, xé sợi nhỏ ra. Cũng có thể làm với lại nấm đùi gà và cắt nhỏ luôn. Sau khi xé xong thì lúc này dầu cũng nóng. Mình chiên khoai môn trước. Cho vô xong, mình cứ chờ ở đây, đừng có đảo. Lưu ý là để chiên không có bị ngấm dầu, đó là mình sẽ không có đảo và chiên ít. Mỗi lần không nên chiên nhiều. Mình cứ để im như vậy đó, vẫn chiên lửa lớn, chờ cho đến khi nào mình thấy nâu vàng thì lúc này đảo. Và nâu vàng bây giờ mình sẽ vớt ra, rồi mình cho lên giấy thấm dầu luôn. Ban đầu thì mình thấy nó sôi mạnh.
từ từ cho đến khi mình thấy vẫn với mức lửa này, khoai nó không có còn xoay mạnh nữa, tức là khoai đã giòn. Chỉ cần cái màu như vậy là được, không có nâu vàng lắm. Mình vớt ra ngoài chút xíu nó sẽ vàng hơn. Và nhớ vẩy cho nó ráo dầu. Khoai lang mình cũng chiên giống như vậy luôn. Nếu không có khoai lang thì mình có thể sử dụng khoai tây cũng được. Mình khuyên đổ ra mình thấy nó giòn ghê chưa? Bạn không có bị ngấm dầu. Bây giờ khoai lang cũng giòn và mình vớt ra rổ, cho lên khăn thấm dầu luôn. Cà rốt thì cũng chiên giống như vậy, nhưng mà cà rốt nó sẽ không có giòn. Tranh thủ lúc này mình sẽ cắt đậu hũ ra từng sợi nhỏ. Rồi nấm mình cũng chiên nâu vàng. Giống như vậy nè, thì vớt ra. Riêng củ sắn hay là củ cây trắng thì mình sẽ không có chiên dầu, mà mình cho vô chảo. Đảo đều sau mình cho một muỗng cà phê đường. Nếu mà sử dụng củ cây trắng, còn củ sắn thì khỏi cho đường. Do củ sắn nó đã ngọt rồi đó, thì mình chỉ cho một nhúm muối. Tiếp tục đảo đều. Nêm thêm vô đây là 1/4 muỗng cà phê bột nêm chay. Mình sẽ xào cho đến khi nào nhìn thấy củ cải hoặc là củ sắn trong ra là chín. Xong rồi tất cả mình cho ra thau. Nấm nè. Củ cải trắng không xào kỹ quá nó sẽ bị mất độ giòn. Và ngay khi nóng, mình sẽ rắc đều 1 muỗng cà phê bột nêm chay. Một chút xíu muối. 1 muỗng cà phê vuông đường. Bóp bể 100g giá sống, mình cho chung vô luôn. Rồi trộn đều chung lại với nhau cho thấm gia vị. Cô bác anh chị nghe cái đồ giòn rợp rợp như vậy nè, tức là món ăn của mình nó không có bị ngấm dầu. Mình cũng nấu một chảo nước sôi. Và sau khi sôi mình sẽ cho miếng vô trụng nhanh trong vòng 1 phút. Đụng đũa vô mình thấy miếng mềm như vậy nè. Và nhớ đừng trụng lâu quá, miếng nó sẽ mất độ dai. Là mình đổ ra liền. Xóc cho nó ra hết nước. Rồi cho ngay vô thau khi còn nóng. Cắt từng đoạn ngắn, khoảng chừng 5cm. Mình cho hành phi vô và một chút dầu hành vô để mình trộn đều cho miếng nó tơi rời. Và trộn tất cả lại cho thấm vị. Mình sẽ trộn ngay khi nóng để cho gia vị thấm đều. Gạo rang bây giờ cũng nguội và mình sẽ xay nhuyễn, thiệt là nhuyễn mịn luôn. Và cho từ từ từng muỗng thính vô. Vừa cho vừa trộn cho đến khi mình thấy nó tơi rời. Bây giờ thì thơm quá chừng. Cô bác anh chị em mình có thể nếm lại coi có vừa khẩu vị gia đình mình không? Vị mặn ngọt nhẹ thôi, bởi vì chút nữa mình còn ăn với lại nước chấm. Rau thơm với lại một chút xà lách mình sẽ cắt sơ sơ, cho vô cho để dễ cuốn đó. Và trộn đều lại, có thể cho thêm chút xíu tiêu xay nữa. Bì đã trộn xong, giờ thì mình sẽ đi pha nước chấm.
Trước tiên đó là mình cho vô nồi 120ml nước cốt dừa hoặc là sữa tươi không đường. Đây là bơ đậu phộng mình mua trong siêu thị nào cũng có bán hết. Mình cho vô đây là 2 muỗng canh bơ đầy, 3 muỗng canh tương ăn phở, tức là tương hồi hay là hoisin sauce, 1 muỗng canh nước tương, và tùy theo cái hương vị của nước tương thì mình sẽ canh chỉnh. Mình khuyên nếm và cho vô đây thêm chút xíu bột ngọt. Rất ngon luôn, mình cho ra tô và chờ cho nguội. Tiếp theo mình sẽ nấu nước mắm. Sẽ có 120ml nước, mình cũng cho vô nồi luôn. Và đây là 2,5 muỗng canh đường, mỗi muỗng khoảng 13-15g. Ở đây là một nắm trí thơm, mình đã cắt nhỏ ra và vắt lấy nước. Cho vào đây 3 muỗng canh. Sau khi sôi mình sẽ vớt, mình bỏ cái bọt đi. Rồi cho vô 3 muỗng canh nước mắm chay. Để cho nước mắm có màu đẹp, mình cho 1 muỗng cà phê nước tương. Bây giờ thì quá thơm luôn và quá đẹp, mình cho ra tô và chờ thiệt nguội luôn. Lúc đó mới cho 1 muỗng cà phê nước cốt chanh và quậy đều. Tô bơ đậu phộng mình sẽ cho vào đây hành phi. Nước mắm nguội mình cũng cho ớt vô luôn. Bây giờ mình khuyên sẽ chia sẻ cách gói đây. Mình sẽ chọn mua bánh tráng dùng để cuốn gỏi cuốn, tức là bánh tráng dẻo. Để bánh tráng không bị quá khô hoặc là quá ướt thì mình cho 2 cái khăn sạch vô trong thao nước nóng ấm và vắt nhẹ. Một khăn mình sẽ trải lên thớt, cho bánh tráng lên trên. Khăn còn lại mình sẽ cho lên trên và lấy cái tay mình vuốt. Vuốt qua lại như vậy nè. Khăn xanh bên trên thỉnh thoảng mình nhúng nước và vắt nhẹ để cho lúc nào nó cũng ướt hơn là cái khăn màu cam bên dưới. Rồi làm tiếp thêm cái nữa. Mình sẽ để mặt nhám của bánh tráng lên trên, rồi mình cho cái khăn ướt màu xanh này lên trên. Sau đó mình lấy tay vuốt, mình làm 2-3 cái, sau đó mới quay lại cuốn. Và khi cuốn thì cái mặt nào mình thoa nước, mình cho nhân bên trên cái mặt đó. Còn cái mặt khô mình sẽ để bên ngoài, để cho khi mình cuốn xong thì các cái cuốn bì nó sẽ không có bị dính vô nhau. Đây là cái bí quyết mà cô bác anh chị mình nhớ. Đó là mình sẽ cuốn cái mặt thoa nước, còn cái mặt không thoa nước thì mình sẽ để bên ngoài. Và nhớ cuốn chặt tay, mình ép chặt xuống để cho khi ăn nhân nó dính chặt, nó không có bị rớt. Và xong rồi, tiếp tục mình khuyên sẽ cuốn thêm một cái nữa đây. Nhớ là mình cuốn cho thiệt chặt tay luôn, vừa xoay vừa cuốn rồi bẻ hai cái đầu này vô nè. Ép chặt xuống, đè chặt và lăn cho đến khi cuối cùng. Dĩa thì mình để lên một cái tấm ni lông poly. Sau đó cứ mỗi một lớp bì cuốn thì mình sẽ cho một lớp ni lông poly lên trên. Như vậy thì nó sẽ không có bị dính vô nhau. Mình làm như vậy thì để lâu nó không có bị dính. Mình khuyên cắt ra để nhìn thấy bên trong nè. Ngon ghê chưa? Bì nó dính chặt luôn, không bị khô, không bị ướt. Cô bác anh chị em mình cứ thử cách này. Và nhớ kể mình khuyên nghe bằng cách viết bình luận bên dưới. Bì cuốn chay với nước chấm ngon đặc biệt. Mình cho thêm củ kiệu nữa nè, thì nó sẽ càng đặc biệt hơn. Cô bác anh chị em mình nếu thích video của Vành Khuyên thì tặng cho Vành Khuyên trái tim hoặc bông hoa, hay là một lượt thích và đăng ký kênh để nhận thông báo khi Vành Khuyên có video mới và vào xem sớm nhất. Và mến chúc nhà nhà ăn ngon. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video kỳ tới.